trận chiến siêu kinh điển giữa Monkey Zegolan và Hoa Nam Thần Long Trần Tùng Thuần vẫn còn sâu sát kịch liệt và kết thúc mãn nhãn với một sát chiêu cao ngút trời của cao thủ. Ở trong cuộc này, Dương cầm đỏ pháo đưa vào trung lộ, Trần mã tàng tấn bảy. Dương thúc ngựa lên, Trần đã bệnh xe ngay. Dương xe một bệnh hai, tại đây Trần đã quyết định nhảy mã còn lại bệnh phong tròn. Zegolan tiến binh bảy chủ động hình thành bố cục của mình. Sau khi Trần tiến chốt lên thì bất ngờ Dương đã lựa chọn một biến đánh khá lạ vào thời điểm bấy giờ. Mã 8 nhảy ra biên ải. Có lẽ rằng muốn tránh trước đi những bố trận thông thường, mà nhị vị hơn ai hết là người rất đối thông thạo, đều có những nghiên cứu chuyên sâu cả. Cho nên chính thức việc này, Zegolan muốn mời đối thủ bước ra ngoài để đánh tay đôi. Quyết định của Trần Tùng Thuần dùng pháo 8 tiến thẳng qua hà để phong tỏa. Dương di 4 tấn 5 ngay. Giờ Trần tưởng 3 đã tiến 5. Dương tưởng cũng quăng ra bên này. Để làm gì? Chắc chắn vẫn nước cờ tiếp tục lấy xe để kê vào mặt sườn. Việc xe và pháo trên đường thám của Trần phong tỏa hoàn toàn mất đi tác dụng. Trần quyết liệt dùng pháo 2 cũng lao thẳng qua để đe dọa, nghĩa là đánh thẳng vào binh đường 3 của đối thủ. Thấy vậy, Dương có lần cứ bỏ mặc, đưa xe 2 bệnh đường 4 ngay. Thấy đây Trần sĩ 4 tấn 5, Dương trả lời cho nước cờ nhảy mã ra biên từ trước là đưa về ngũ thất pháo Trần. Tới lúc này, Trần Tùng Thuần lại dùng xe 8 lao thẳng qua hà để đe dọa vào binh 7 đã thò lên ngay từ đầu của đối thủ. Zegolan đưa xe bệnh 8 đuổi pháo ngay. Xe của Trần tất nhiên bệnh đường 2 giữ cân trước. Giai đoạn dùng binh 3 tấn 1. Có lẽ rằng cũng chẳng còn cách nào khác cả, nghĩa là chuyện đằng nào cũng mất một binh. Giả thử rằng nếu như vì muốn tránh đi đối thủ lấy xe này tiêu diệt vào chốt, mà lại chủ động dùng pháo 7 tấn 1 cũng không thể nào ích lợi gì. Khi về phía của Trần, dùng pháo có thể tiến một, lại vây đuổi vào chiến mã bên kia, và đằng nào thì xe này cũng có thể tiêu diệt sang chốt, rồi truy đuổi cả pháo, lẫn tường. Bởi vậy đây hẳn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Quyết định trong thực chiến, Dương binh 3 tấn 1, và Trần đã trả lời dùng xe này tiêu diệt. Dương tức khắc đưa ngựa của mình phóng lên cửa hà ngay, và thành ra một câu chuyện giam cầm, nghĩa là chuyện xe đường 7 di chuyển, thì pháo 8 cũng gặp nguy, hoặc là pháo 8 mà nhúc nhích. Tất nhiên là xe sẽ phải tắc tử. Còn chưa kể là một nước tiến rất mạnh bạo của Zegolan dùng mã 4 phi thẳng qua hà để đánh đuổi vào chiến ngựa đường 3 chính là mục tiêu. Tới đây Trần giải quyết tất cả những việc này bằng một biến đánh rất hay. Pháo 8 tấn thẳng 3 trường vỗ chiếu ngay, bắt buộc là Dương sẽ phải lấy xe này tiêu diệt. Rồi nhờ vậy mà kích đổi thành công. Thành thử những gì còn lại có thể thông thoáng về quân lực của Zegolan còn đúng một xe đường 2 mà thôi. Tất thảy pháo trung lộ, pháo đường 7, mã biên và xe cánh bên kia đều không thể nào hoạt động. Tới lúc này quyết định của ông dùng pháo 5 để di chuyển, rời hình, tìm hướng đánh khác cũng tất nhiên vậy. Công vào mã 7 tìm cửa để rút chạy. Rời đoàn dùng pháo còn lại cũng hoành sang quá cung ngay. Trần Tùng Thuần lại lấy xe này bệnh ra một nước, không vội vàng để chém chốt khi đối thủ chỉ cần gác tưởng. Thành thử, kinh thành của Zegolan thêm phần chắc chắn, còn Trần thì phải lấy xe của mình rút chạy. Tới đây thì sao? Mã 9 thoái về đường 7 đánh đuổi. Câu trả lời của Trần là dùng pháo quật sang chốt, đằng nào cũng mời đổi cả. Dương đã sớm chấp nhận việc này. Mã của Trần lại quay đầu về, đoạn là tượng 7 đã tấn 5 củng cố trận địa. Nhưng Trần dùng pháo lại quật sang hướng bên kia. Và Zegolan đã tiến xe lên cũng quản lý chốt để gấp gáp. Trần Tùng Thuần mở binh 7 để có thể lấy ngựa này mà truy đuổi. Xe bình vào trong mã thì mã sẽ nhảy ra hướng còn lại thành ra cảnh bắt đôi, luôn cả pháo và lẫn tường. Cho nên quyết định lấy xe này cứ chém thẳng vào chốt, hòng có thể giữ lại binh ở giữa trung tâm của mình. Mã 6 tiến 5 ý là vậy không được. Tới đây Trần Tùng Thuần dùng binh 7 tấn 1 để truy đuổi, pháo của Dương rút chạy rời về hai nước. Rồi đoạn là gì tấn thêm một nước cờ, pháo của Dương lại cố thủ, rồi tiếp tục tấn lên cứ truy sát mãi vậy. Dương lấy pháo mới chịu đảo ra cánh biên, nhòm lại chốt ngay. Nhưng tới lượt của mình Trần, mã 6 tấn 7 để truy đuổi, tượng vỡ thì mất mạng, cho nên tượng 1 đã tấn 3. Tới đây Trần, mã còn lại cũng nhập cuộc, vừa quải giác, vừa có thể bắt lấy xe, nhân tiện là gì giữ vào binh đường 3. Cho nên những lựa chọn còn lại của Dương đã thêm phần hạn hữu, quyết định lấy xe 5 bệnh đường 2 ngay. Trần Tùng Thuần lại đưa chốt vào truy đuổi, pháo của Dương tạt đường 3 rút chạy rất vất vả. Giờ Trần pháo 1 tấn thẳng hai nước. Tại vì sao lại là một nước cờ lưng chừng như vậy?
Nhưng tới đây, nếu như Dương bất động, chúng ta dễ đoán hai hướng cờ mà Trần có thể triển khai. Hoặc là dùng pháo này tiêu diệt vào sĩ, nếu như sĩ 6 tiến 5 cũng chỉ cần C4 tấn thẳng 3 trường vây đuổi. Cả mã 7 và sĩ trung lộ, Dương cũng tắc tử. Hoặc là lựa chọn dùng C4 tấn thẳng 3 nước để truy đuổi trước, mã 7 lúc này có rút chạy cửa nào thì cũng đều bị pháo biên chìm đáy và chiều tướng ngay. Còn nếu như thay đổi thứ tử, tức là pháo 1 còn chưa kịp tiến lên mà lại tiếp tục tấn thẳng C vây đuổi thì mã 7 cũng chỉ cần tiến 9 mà thôi, đủ sức để ngăn cản, bởi vậy Trần còn chưa thể nào tiến công. Cho nên lúc này Dương hết sức đau đầu tìm phương án để hóa giải, cuối cùng đã phải bung sĩ lên và Trần Tung Thuần lại tấn xe, vẫn thực hiện cho bằng được âm mưu còn lại, nhân tiện đổi mã. Mã buộc lòng phải phóng đường 8, rời đoàn dùng pháo mình rút chạy, rời về hai trường. Còn nếu như tiến chiến thì sao, rõ ràng là pháo của Dương Quân Lân cũng phải tắc tử. Nhưng Trần còn có chút e dè mà không ra tay như vậy, lý do ở đây là gì? Chúng ta sẽ được trả lời. Khi trực tiếp Trần có thể dùng pháo của mình đe vào binh trung lộ của Dương Quân Lân, thế công chắc chắn trở nên quá khốc liệt. Nhưng cái hiểm hóc là Dương không thể nào tìm ra cách để hóa giải việc này. Mã đường 8 đã không còn cửa để di chuyển, xung quanh toàn là cửa tử. Dùng binh 5 tiến 1 để thoát được, nhưng mã này cũng tiêu diệt, cũng thành ra sớm ngoài công, cho nên cuối cùng Dương sĩ 6 tấn 5 phòng thủ nguội. Giờ Trần cũng dùng pháo để chém thẳng vào chốt để chờ đợi. Chờ cho việc gì, Dương Quân Lân điều xe vào chân sườn và Trần Tùng Thuần đã ra tay rất gọn gàng, chốt 6 bình 5 để tiêu diệt. Sĩ này phải rời, rồi mất mạng, tướng buộc phải xuất cung ngay. Nhưng nếu như lựa chọn là xuất đường 4, tất nhiên rằng mã chỉ cần nhảy lên, e rằng pháo 3 phải cảm tử, rồi cũng chẳng còn gì mà tiếp tục cả. Đánh kiểu gì cũng bị xe đường 7 này rút đi thành sát cổ. Bởi vậy trong thực chiến buộc lòng phải xuất lộ bên kia. Và đòn đánh hết sức gọn gàng của Trần Tùng Thuần đưa xe 5 bệnh đường 2. Hoặc là dùng mã 7 tiến 6 để xuất cổ, hoặc là lấy xe này để tiêu diệt mã. Hai nguy cơ vậy nhưng không hề có cách nào để hóa giải. Cho nên Dương xuống ngựa cởi giáp để quy hàng. Khép lại một cuộc giao hùng đầy ác liệt giữa nhì vị cao thủ. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.